Có bốn thôi tập, các bạn đi. Các bạn vui lên. Đấy, báo cáo các ông chí là phương pháp tập. Và kể cả sau này khi ghép khối rồi, chúng ta vẫn phải tập lặp đi lặp lại như này. Vậy thì cái này nó khác. Là như chân trái của Trang là đi đang hơi gượng nhá. Còn chiều của em là đi nó nghiêng nhờ. Đấy, đấy có đi chân rồi, đi chân gión vén rồi, thấy chưa? Nhìn thấy chân gión vén chưa? Mình cứ đi bình thường thôi. Đúng rồi. Chân của mình đi bình thường, đừng gión vén.